bữa nay ngày vui thứ ba. Từ châu thì từ nào giờ mới tính cái kiểu vậy. Ngày vui thứ ba, bà tha thứ cho chị. Không có gì sai đó thì ba bỏ lỗi cho chị hết đi. Đâu có làm gì lỗi. Đâu được rồi con. Châu. Dạ. Cũng làm sinh nhật thường xuyên, nhưng mà chúng rất là không phước, mà chúng mình cũng chẳng nhớ tới khi mà mình không phước.